Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp địa hình Gian ATX Pro, một dòng xe đạp thương hiệu Gian và được sản xuất tại Đài Loan và xuất đi thị trường Mỹ các bác nhé. Xe thì được sử dụng một cái bộ cấu hình cũng rất là tốt của dòng S-Jam, model là S-Jam X7 và giảm xóc của xe là giảm xóc hơi đến từ thương hiệu S-Satur Avicon. Và một cái cấu hình nó cũng rất là tốt như này và đang có giá bán bên em chỉ có là 7.900.000 các bác nhé. Giá rất là rẻ cho một chiếc xe đạp thương hiệu Gian này. Một cái thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam rồi. Và nó là dòng sản xuất tại Đài Loan và xuất đi thị trường Mỹ các bác nhé. Tông màu đỏ rất là đẹp. Model ATX Pro. Lớp sơn nguyên bản thì sơn chi là còn tương đối là đẹp, chỉ có những cái xước nhỏ xước răm vừa đã qua quá trình sử dụng và đã xé bãi nên là không thể tránh khỏi. Đấy, còn tổng thể xe thì rất là đẹp các bác nhé, các có thể nhìn trên hình. Sử dụng một cái bộ chuyển động cũng cực kỳ là tốt của Mỹ các bác nhé, là dòng S-Jam và model X7. Trước cả sau tay bấm trên này phun hết một cây S-Jam X7. Thì dành cho các bác nào mà chưa biết thì trên thế giới hiện nay thì có 3 hãng sản xuất bộ chuyển động chính, đó là Shimano này, S-Jam và Campalolo các bác nhé. Thì Shimano là dòng bình dân nhất, xong rồi đến S-Jam và đến Campa. Vành của xe là vành 26 inch. Đấy, bản lốp là 1.95, sử dụng lốp của Maxxis các bác nhé. Chiếc vành này thì cũng là một cái thương hiệu của Mỹ luôn. Đây. Sunrim. Đấy, design in USA luôn các bác nhé. Đấy, thiết kế theo công nghệ của Mỹ đấy. Đấy, model là CR18 này. Một con xe thương hiệu Gian, xuất đi thị trường Mỹ và sử dụng toàn bộ đồ cũng là của Mỹ luôn. Trên phần ghi đông xe thì xe được sử dụng tay bấm xả S-Jam X7 này và cụm phanh dầu của hãng SLP. Cụm phanh dầu nhìn rất là đẹp. Và trên ghi đông cũng tích hợp một cái khóa hành trình giảm xóc cho các bác sử dụng nhé, rất là tiện lợi. Giảm xóc hơi, giảm xóc hơi đến từ thương hiệu S-Satur model Avicon. Một cái giảm xóc mà cũng rất là tốt và được rất nhiều người dùng. Đấy, thì cái cấu hình nó cũng rất là tốt như thế này, đang bán chỉ là 7.900.000. Một cái mức giá rất là hợp lý để cho các bác có thể mua và trải nghiệm. Và bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn... Các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây. Và ấn thêm nút chuông, chọn tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo được tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt 54 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi là phù hợp.
Bộ chuyển động này nó có 9 tầng lít và 3 tầng đĩa, có 27 cái độ khác nhau. Chuyển động thì nó có thể nhìn hình đánh giá rất là mượt mà. Chiếc xe đang được bán với mức giá chỉ là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang mua lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.